Xin chào các bạn, mình là Tài TDNC. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ pin dự phòng tích hợp sạc không dây của hãng Channelwell. Hôm nay tất cả những chuyên viên camera chuyên nghiệp nhất của Tinh Tế đã đi chơi hết rồi, cho nên mình phải tự quay như thế này, các bạn thông cảm. Xin cảm ơn. Trở lại với sản phẩm, đây là những cái cục sạc dự phòng. Chính xác là 3 cục. Mỗi cục có dung lượng là 5200mAh. Có cái cổng micro, có cổng USB để mà các bạn sạc giống như là những cái cục sạc dự phòng bình thường. Nhưng mà điểm đặc biệt thứ nhất là nó có tích hợp thêm cái sạc không dây theo chuẩn TQI. Đó, thì khi mà các bạn có một cái điện thoại có sạc không dây, ví dụ như là chiếc Galaxy S7S này, các bạn đặt lên thì nó sẽ xoay. Thật ra xoay là tại vì nó trơn. Thì nó sẽ sạc không dây cho chiếc điện thoại đó, các bạn thấy có biểu tượng sạc, hoàn toàn không có dây gì ở đây hết. Đó, đó là cái điểm đặc biệt thứ nhất. Cái điểm thứ hai và cũng là cái điểm là mình thích nhất ở cái bộ sản phẩm này, đó là các bạn có thể sạc không dây cho cái cục pin này luôn. Đây là một cái đế sạc của nó, có hai cái chấu sạc. Cục pin này nó có hai cái chấu bên dưới và hai cục còn lại cũng vậy, các bạn chỉ việc đặt lên thì nó sẽ sạc cho cái cục pin này. Cục thứ hai các bạn đặt lên nó cũng sạc luôn, và cục thứ ba cũng vậy. Đó, giả sử nhà bạn có 3 người, tính luôn bạn. Buổi sáng bạn lấy một cục bạn đi làm, vợ bạn lấy một cục đi chơi, em trai bạn lấy một cục đi học, thì 5200 cũng đủ cho sạc từ 1 đến 1 lần rưỡi, là đủ một ngày rồi. Thì buổi tối đi về, 3 người chỉ việc đặt 3 cục lên. Đó, thì coi như là chúng sẽ được sạc, bạn không cần phải quan tâm là cắm sạc ở đâu, kiếm sợi cáp sạc từng cục. Thì so với việc mà các bạn dùng 3 cái cục sạc thông thường, 3 sợi cáp rồi dùng 3 nơi để mà sạc cho nó, thì dùng một cái hệ thống sạc không dây tích hợp chồng lên nhau thế này nó rất là tiện. Và đây là một cái đặc điểm mà mình rất là thích ở cái ý tưởng sạc chồng lên nhau. Đó, ở nhà mình cũng có 3 cục sạc riêng lẻ, nhưng mà mình phải dùng theo đó là rất là nhiều cáp, và khi cần sạc cho từng cục thì nó cũng rất là phiền hà. Còn bây giờ nếu mà có một cái bộ này thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Dĩ nhiên iPhone hiện tại chưa có sạc không dây, cho nên là chỉ những cái máy Android cao cấp bây giờ mới dùng được cái này thôi. Nhưng mà một cái nguồn tin riêng của mình, một nguồn tin rất là đặc biệt cho mình biết là khả năng rất là cao, cỡ 90-95% là iPhone tiếp theo sẽ có sạc không dây. Cho nên là nếu như có sạc không dây thiệt thì các bạn hãy nhớ đến cái sản phẩm này mà mình giới thiệu các bạn ngày hôm nay. Nhớ đến cái sản phẩm này và chúng ta coi lại. Rất là hay. Về cái tốc độ sạc thì cái này sạc ở tốc độ trung bình thôi. Cái output là cái dòng điện ra. Đối với sạc có dây á, có nghĩa là qua cổng USB thì nó là 5V 2.1A bình thường. Với sạc không dây thì chỉ là 5V 1A mà thôi. Nó sạc chậm nhưng mà nó sẽ không có làm cho cái điện thoại nó bị nóng. Hồi nãy giờ mình sạc cái máy này liên tục hơn 30 phút nhưng mà nó chỉ hơi ấm thôi. Có nghĩa là nó bằng với việc là cắm cáp, không có làm cho máy quá nóng như là cái đế sạc không dây trước đây của Samsung, bởi vì nó có sạc nhanh. Nguyên một bộ này có giá là 2.670.000, 2.760.000 đó. Và mỗi một cục nếu mà mua riêng á, thì giá là 950.000. Thì đây là những cái giá dự kiến mình có được từ cái cửa hàng cho mình mượn cái bộ này. Vào tháng 4 thì họ sẽ bắt đầu bán chính thức. Thì lúc đó các bạn có thể sẽ có một cái giá cụ thể hơn, chính xác hơn. Xong, xin cảm ơn các bạn.